Chào mừng bà con nhân dân đến với kênh chăm sóc sức khỏe cung cấp thảo dược thiên nhiên của công ty thảo dược xanh số 1 zindu vn Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với bài chia sẻ Lá hà thủ ô có tác dụng thế nào trong làm đẹp da và tóc. Trong đông y, lý giải việc tóc bạc sớm có liên quan mật thiết tới huyết và tạng thận. Thận, chủ sinh tinh và tàng, chứa tinh, tinh này sẽ sinh ra huyết, phân huyết dư ra là tóc. Vì vậy, khi tạng thận sung mãn, Tình huyết đầy đủ thì tóc sẽ đen bóng, lâu bạc, da rẻ, hồng hào, bóng mịn. Ngược lại, nếu tình huyết không đầy đủ thì tóc dễ gãy, rụng và màu bạc, da cũng nhợt nhạt, thô ráp. Da và tóc là hình thức bên ngoài lần tượng đầu tiên khi người khác nhìn vào, vì vậy ai cũng mong có được làn da và mái tóc thật đẹp để chăm sóc cho da hồng, tóc đen, rất nhiều người đã lựa chọn Hà Thủ Ô dây và lá hà thủ ô không chỉ có tác dụng trong làm đẹp da và tóc mà còn được dùng để chữa rất nhiều bệnh. Hà thủ ô là cây thuộc loại dây leo bằng thân quấn, sống lâu năm, thân mềm, nhẵn, mọc xoắn vào nhau, rễ phình thành củ giống như củ khoai lang, màu nâu đỏ. Lạ có hai mặt nhẵn, mặt trên sẫm bóng hình mũi tên, gốc hình tim, đầu thua nhọn, mọc so le, dài năm đến tám cm rộng từ 3 đến 4 cm, 3 đến 5 gân xuất phát từ gốc lá, cuống dài khoảng 2 cm, phủ lông tơ, bệ chìa ngắn, mỏng, có lông dài. Cụm hoa mọc thành chùy phần nhánh, mọc ở kẽ lá hoặc đầu cành, dài hơn lá, lá bắc ngắn, hoa nhỏ nhiều, màu trắng, nhị tám thường dính vào gốc của bao hoa. Quả nhãn bóng, hình ba cạnh, nằm trong bao hoa, mà ba mảnh ngoài phát triển thành những cánh rộng công dụng của hà thủ ô đối với sức khỏe một tăng cường bồi bổ sức khỏe tăng sức đề kháng hà thủ ô có tác dụng bổ gan thận ích tinh huyết dùng cho các trường hợp thận suy gan yếu dẫn đến di mộng tinh khí hư đau lưng mỏi gối dùng làm thuốc an thần bổ và tăng lực trong các chứng thân thể suy yếu thần kinh suy nhược ngủ kém hòa mắt, chóng mặt, tim hồi hộp, nhức đầu, coi xương, bệnh tạng rỉ dịch và để hồi phục sức khỏe nhất là đối với người già sau khi bị bệnh. Phối hợp với các dược liệu sinh địa, bạch thược, cúc hoa, hà thủ ô còn giúp cải thiện, tăng khả năng đề kháng của cơ thể, nhất là tăng khả năng chống rét của cơ thể. Ngoài ra, rễ hà thủ ô đỏ có tác dụng bổ máu, kích thích tạo hồng cầu và bạch cầu, dùng để chữa bệnh thiếu máu và các bệnh về máu khác. Tiếp theo, tốt cho tim mạch, tăng cường khả năng miễn dịch. Theo kinh nghiệm đông y, hà thủ ô có công dụng ngăn ngừa tình trạng sơ vữa động mạch, thúc đẩy quá trình sản sinh hồng cầu, điều trị tăng lý bít máu, bảo vệ gan, tăng khả năng miễn dịch, cải thiện hoạt động của hệ thống các tuyến nội tiết, đặc biệt là tuyến thượng thận và giáp trạng. Tiếp theo là trị tóc bạc sớm, làm nên tóc. Khi hà thủ ô kết hợp với một số loại dược liệu khác có tác dụng làm đen tóc, trị tóc bạc sớm. Dễ hà thủ ô đỏ được dùng làm thuốc bổ và chống bệnh scoput. Làm đẹp da, sử dụng hà thủ ô thường xuyên sẽ làm chậm quá trình lão hóa, giúp trẻ hóa da, da rẻ hồng hào, căng mịn. Lợi tiểu, nhuận trang Theo các tài liệu y học cổ truyền, hà thủ ô có tác dụng thông tiểu, tiêu ung thủng, nhuận trang, chữa tàu bón cho phụ nữ sau khi đẻ hoặc người già. Cuối cùng, kháng khuẩn, giải độc, tiêu viêm, trị bệnh ngoài da. Hà thủ ô còn có các tác dụng kháng khuẩn, giải độc, chữa mụn nhọt, ghẻ lở, eczema, trang nhạc, bệnh lậu, bệnh nấm ở chân, điều trị viêm da mù và một số chứng viêm khác. Tác dụng của rễ và lá hà thủ ô trong việc chữa chứng tóc bạc sớm. So với các bộ phận khác của cây, rễ của hà thủ ô có công dụng vượt trội nhờ các dưỡng chất quý hiếm tập trung nhiều ở phần rễ mang lại nhiều tác dụng hữu ích như làm đen tóc, từ bên trong, chống lão hóa, chữa yếu sinh lý, lưu thông khí huyết, giúp ăn ngon, ngủ ngon. Vì vậy, khi kết hợp rễ hà thủ ô cùng lá hà thủ ô đem lại lợi ích vượt trội, giúp đen tóc và dụng tóc được nhiều người tin dùng và truyền bá rộng rãi. Lá hà thủ ô cũng được biết đến như một dược liệu quý có thể dùng ở nhiều dạng khác nhau, mang đến sự trẻ trung cho làn da, lưu thông khí huyết trị mất ngủ, đau đầu và giúp làm đẹp da. Lá của cây hà thủ ô còn được dùng để chữa cảm sốt, cảm nắng, sốt rét. Kinh nghiệm dân gian còn phổ biến bài thuốc, dùng dây và lá cây hà thủ ô sắc lấy nước cho phụ nữ sinh đẻ thiếu sữa uống, cho có thêm sữa. Thân cây và lá, theo y học cổ truyền còn được dùng để đun nước tắm và rửa để chữa lở ngứa, mụn nhọt, củ dùng để chữa đau dạ dày. Hà thủ ô là một vị thuốc có tác dụng bồi bổ cơ thể, rất tốt cho sức khỏe. Công dụng của hà thủ ô đỏ sẽ được phát huy triệt để hơn khi kết hợp sử dụng và chế biến cùng với một số vị thuốc khác. Sẽ tạo nên nhiều bài thuốc quý, giúp da rẻ hông hao, giúp tóc bạc chuyển đen, điều trị được bệnh tóc bạc sớm. Các thành phần quý báu trong hà thủ ô có tác dụng bổ thận, từ đó kích thích sinh tinh, tinh tạo huyết, tăng sinh hồng cầu, tăng sinh tân dịch, phục hồi những tổn thương ở nàng tóc. Chính vì thế, Hà thủ ô là lựa chọn được rất nhiều người tin tưởng và thực tế đã chứng minh là có hiệu quả rất tốt trong điều trị rụng tóc, giúp tóc luôn đen mượt, sợi tóc chắc khỏe, đồng thời ngăn chặn tình trạng rụng tóc quay lại. Một số bài thuốc đơn giản tăng cường sức khỏe với hà thủ ô và lá hà thủ ô. Cây lá cũng được dùng để đun nước tắm và rửa để chữa lở ngứa. Cây và lá hà thủ ô tươi hoặc khô dùng một nắm cho vào đun. Bỏ bã lấy nước tắm, trị ngứa và làm đẹp da Hà thủ ô 30 g nghiền thành bột đựng trong túi vải Bột chặt rồi cho vào bụng gà Đã được làm thịt, mổ bụng, rửa sạch Đem gà hầm thật như Nêm thêm gia vị vừa ăn Dùng làm canh ăn ngay trong ngày Hà thủ ô 60 g Sặc lấy nước rồi bỏ bã Trứng gà ba quả Đập vào đun chín là dùng được Hà thủ ô 30 g Đem ngầm nước 2 giờ rồi sắc trong 1 giờ Sau khi sắc, bỏ bã, lấy nước Đem nước này nấu với 100g gạo Và 3 quả đại táo Thanh cháo, chế thêm đường ăn trong ngày Hà thủ ô Lấy 15-20g Cho hầm nhừ Dùng nồi đất để hầm Cho thêm gạo vào khoảng 50-100g Nấu thành cháo Nêm thêm mật ong ăn khi đói Hà thủ ô 20g Sơn trà 20g Thay vụn cả hai dược liệu đem hạm với nước sôi trong bình kín. Sau 15 đến 20 phút là dùng được. Dùng nước này uống thay trà hàng ngày. Hà thủ ô 120g, đường quy 60g, sinh địa 80g, rượu trắng 2 lít rưỡi. Tất cả các vị thuốc, thái vụn, gói trong túi vải rồi cho vào vò. Ngâm với rượu, nút kín để nơi thoáng mát khô ráo. Sau một tuần có thể dùng được. Uống mỗi ngày 15ml vào buổi sáng hà thủ ô 200g, kỳ tử 50g, lòng nhãn 200g, đinh hương 15g, mật ong 50g, rượu trắng 2 lít. Tất cả các vị thuốc này đem thái vụn, sau đó ngâm với rượu trong 36 ngày là dùng được. Dùng hàng ngày, mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần từ 15 đến 20 ml. Trên đây là bài chia sẻ giới thiệu là hà thủ ô có tác dụng thế nào trong làm đẹp da và tóc và một số bài thuốc chữa tóc bạc sớm làm da rẻ hồng hào và tốt cho sức khỏe. Nếu cần tư vấn hoặc muốn tìm hiểu thêm về công dụng cũng như cách dùng của các loại cây, các dược liệu khác, bạn có thể liên hệ qua số tổng đài tư vấn 0839 363 777 hoặc đặt câu hỏi của bạn ở mục ý kiến ở cuối bài chia sẻ. Thảo Dược Xanh số 1 xin sẽ giải đáp thắc mắc giúp bạn để có thêm những thông tin đáng tin cậy. Nếu thấy bài chia sẻ của chúng tôi có ích, Quý vị và các bạn hãy bấm like, comment, chia sẻ và đăng ký kênh của Thảo Dược Xanh số 1 Zindu để nhận thêm nhiều thông tin hữu ích từ chúng tôi các bạn nhé. Thảo Dược Xanh số 1 Zindu xin cảm ơn. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo của chúng tôi. Liên hệ ngay với Thảo Dược Xanh số 1 Zindu.vn để được tư vấn tốt nhất. Số điện thoại 0839 363 777.